Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 4. Đầu tiên thì em Hoàng xin kính chúc toàn thể anh chị em, cô bác có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Đáng lẽ ra là hôm nay là gia đình em là có lịch đi chơi đây, nhưng mà do tình hình Covid nên là ở Quảng Ninh em là từ 12 giờ trưa nay đã cấm hết tất cả các dịch vụ vui chơi rồi. Thì vậy nên là lại chơi ở nhà thôi. Hôm nọ em có 7-8 cái cặp đèn BM 3D này, BM bãi các bác nhá. Những cái con BM này ở bên Trung Quốc khi mà người ta bán mới giá trị rất là lớn, hơn 10 triệu một quả cơ. Chứ không phải là như những cái đèn BM hàng mới 5-6 triệu một cặp bán tràn lan ở bên Việt Nam các bác nhá. Chất lượng của những cái hàng bãi này rất là ngon luôn. Và hàng của em chọn về chủ yếu là em để mục đích chơi là chính luôn. Đấy. Nhưng mà cái cặp này đáng nhất em để lại nhà chơi, nhưng mà chơi trong phòng mùa hè nó nóng quá các bạn. Cái này là chỉ dành cho anh em sự kiện chơi bên ngoài trời thôi. Còn em chơi trong phòng nhưng nó nóng quá không chịu nổi. Tại vì cái bóng led của nó, bóng đèn sáng nó rất là sáng. Đấy, đây ban ngày chiếu ban ngày đấy. Bóng của nó rất là sáng nhá. Thế là để trong nhà thì nó nóng quá không chịu được. Thế là em rất là mong muốn tìm được một bác khách nào đó mà hay đi show sự kiện đấy, cho thuê đấy, thì sẽ hợp hơn, sử dụng cái bộ đôi này sẽ hợp hơn em. Em bán đúng với cái giá mà về tới nhà em thôi, 3.200.000 một quả các bác nhé. 3.200.000 một quả tại nhà em chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, bác nào mong muốn bán cho bác nào mà có thể gửi qua xe khách đấy nhé. Tại vì đóng gói những cái này gửi đi Viettel rất là vất vả và rủi ro cũng cao. Gửi xe khách thì nó sẽ bảo đảm hàng họ của mình hơn. Hàng của em để nhà chơi nên là rất là đẹp các bác, đẹp long lanh luôn. Mỗi quả này nó nặng gần 20 kg các bác nhé. Đấy, rất nhiều logo và màu sắc rất là đẹp. Những cái đèn này mà bác nào mà làm sự kiện thì quá ok luôn, chỉ cần một cặp này thôi. Đấy, rất nhiều màu các bác nhé. Đấy, nó là họa tiết 3D các bác nhé, họa tiết 3D. Ba triệu 200.000 một quả tại nhà em. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.